chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo. Và tỷ số hiện tại đang là rút ngắn này cho game thủ chim sẻ đen nắng rồi. Tỷ số hiện tại đang là 2-3 cho dành cho game thủ chim sẻ. Long vẫn đang có lợi thế hơn. Có lẽ là từ sau turn dis của sao Long thì có những trận đấu đã đi theo một chiều hướng khác rồi. Liên tục là những trận mà Long không được lọc lá cho lắm. Không phải là rất nghèo, chỉ là không lọc lá thôi. Long đi dò và nhà đang là cực kỳ khung, bảy hiệu rất to đang đứng cạnh cánh rừng luôn. Khả năng sẽ làm chiếc nhân đôi. Một bảy hiệu bảy con được kim thủ sang Long rất to. Bảy hiệu này mà lùa về rất là lằn ngoằn đây. Long vẫn quyết định lùa. Tương đối khéo léo, như vậy là bảy hiệu đã ra ngoài hết và lùa. Rất gần. Quả phụ đã có. Bảy hiệu nữa luôn. Bây giờ mà thấy đôi voi nữa thì mắc bình. Lùa hiệu là vô cùng chắc chắn. Đây là thời điểm mà những con nông dân chưa đủ gỗ để có thể đóng chức bé đầu tiên. Vì mà Long chỉ lùa cho ba con đời trước thôi. Những con này sẽ tí nữa sẽ lùa sau. Bây giờ lùa nhiều về thì sẽ tốn nông dân để ăn hiệu. Tốn nông dân ăn hiệu thì sẽ như vậy sẽ không có nông dân ăn gỗ. Chặt gỗ như vậy chiếc đầu sẽ muộn hơn. Và lùa hiệu về mà không có nông dân ăn thì nó cũng sẽ bị thối thiệt hiệu. Lãng phí. Vì vậy mà lùa ít về một về. Ít một. Quả phụ nữa thì như vậy là Long có 3 bé quả trận thi đấu này. Bảy hiệu cũng là 2 con. Đẹp rồi. Xét lại một bài quen thuộc thôi. Đánh một bài đánh 26+1 hoặc 27+1. Mình nghĩ rằng bài này sẽ là bài 27+1 và Long sẽ đánh một bài 27+1. Xét lại tình huống phát triển như trận trước thôi. Nâng búa gỗ xong sẽ là xin con ngựa giò. Xin ngựa giò xong sẽ quay về và nâng đào vàng. Phong cách chém rất mới. Phong cách đánh chém siêu siêu mới từ sang Long. Nâng búa gỗ xong, xin ngựa giò, sau đó là nâng đào vàng. Phát triển trâu. Phút thứ 18 trong game có 4 nhà lờ. Đánh xe và chém 4. Dã man. Đang triển khai đưa được 4 hiệu này về. Chết như vậy là cũng ổn. Không phải là quá xấu. Quả phụ đầu tiên 6 cây. Quả phụ này cũng là 6 cây. Như vậy là một trận Long đang có 18 cây quả. Trong một trận kèo đấu thi đấu mà solo Yamato đội 4 thì bằng này đồ của Long cũng đã là đủ đồ để đánh đồ bài IA đánh ổn rồi. Kích trong cuối 14 đầu 15. Đây, 3 bãi quả 2 bãi hiệu. Còn voi nữa luôn. Này Long ơi, câu về anh ơi. Long đánh rất lầy, 28 dân. Nhà dân kích đòi. Đánh như sàng vậy. Không khác gì luôn. Con voi này mà câu về nữa thì thế giới này là của Long. Cùng xem xẻ. Không ai chết dân, xẻ 26 dân và dò 21%. Khó rồi. Khá căng rồi đây. 26 dân và dò 21%. Một trận đánh 28+1 và kích đời là khoảng cuối 10. Rất sớm như xe vậy. Không khác gì cả.
sẽ là những một tình huống mà chúng ta cùng xem nào. Long nâng cái gì trước? Như vậy là nâng búa gỗ trước. Nâng búa gỗ trước xin giò sau. Phong cách chém rất mới. Quả vẫn còn quá nhiều. Còn quá nhiều quả. Đây có một con hiêu, một con bầy, một bầy hiêu ở đây. Có một con voi nữa cơ. Nhà Long là tương tự như kiểu vẽ ra vậy. Sẽ thì sao? Lên đời là sớm hơn Trang Long một chút xíu. Nhưng mà đây chỉ là một bài đánh AC Ran 26-1 và chỉ được đánh cung. Thành ra như vậy khoảng cách lên đời như vậy là chẳng ý nghĩa gì cả. Hai chiếc BS phát triển như đánh cung rào luôn. Không khác gì cả. Chúng ta cùng xem trận này Long phút thứ bao nhiêu anh sẽ có cái BL thứ tư. Này dân đàn vàng này anh Long ơi. Đã có công, con ngựa giò thì vẫn chưa gặp nhà xẻ đâu. Một bài lực khỏe vì bèo Long công trước, nâng công trước. Đào vàng đã xong, búa gỗ cũng đã xong. Lực quá khỏe, một phong cách đánh chém mình phải nói là siêu mới đến từ người Trung Quốc, đến từ Sang Long. Người Việt Nam không mấy khi có những bài ép chém kiểu kiểu như thế này. Một cái E vẩy rất nhạy cảm, một cái A vừa vẩy phát thì Long đến luôn. Mặt này như vậy đã bo xong rồi, thế thì những tơn chém của Long, những tơn chém của Long sẽ chảy tổng từ đây và sang thẳng khu vực này luôn. Đây, chảy vào đây. Lên đòi, không khác biệt gì nhiều. Long vẫn ra dần đều, phát triển cực khủng khiếp. Xẻ cung tê lên, cung tê lên như vậy thật chứ. Bốn con chém bắt đầu vã vào một con cung tê. Xẻ nâng cái búa, xẻ nâng cái giáp hai cực kỳ sớm, các bạn thấy cực kỳ sớm luôn. Long thì đánh thì phải đến cuối trận khi mà thấy là chém của xẻ quá đông anh mới lưng. Xẻ đẩy đi luôn, rất chủ động. Như vậy là nhà xẻ đã khung và khung cứng luôn. Chỉ còn một đường vào, một đường vào giết đó là đường này thì đã bo rồi. Mà muốn đi ra đấy thì phải đi rất xa. Cái dãy hàng E của Long nó là dài dã man. Long cũng khung nhà, đang cho hai con nông dân ra cực kỳ xa để có thể ăn vàng. Bánh xe đã xong. Cắt con chém đứng bên trong này. Cắt chém để bên trong này như kiểu là cung rò đứng bên trong vậy. Quen tay. Trận này sẽ là một trận hứa hẹn mà rất lâu đây. Cực kỳ lâu dài luôn khi mà cả hai nhà đều đã khung và xẻ hơn cầm cung AC Iran và chưa mất gì cả. Bây giờ mới chết một cung rò. Timeline Long là đang là 48. Xẻ thì sao? Xẻ ít hơn một chút xíu. Cũng là cũng như vậy. 4x. Long dần gần quá đều. Nhà BL thứ 3. Lực rất khỏe, tầm này sắp được 4L thoải mái rồi. Không thì Long có thể lưng một tơn BC và nâng cái búa gỗ, nâng cái đầu máu chém 4 luôn. À không, không phải nhà L thứ 3 mà là nhà BC. Có như rằng Long nhận ra rằng là nhà xẻ cũng quá đẹp. Vì vậy mà anh không muốn chơi theo kiểu phụ phàng nữa. Đua phát triển với xẻ luôn. 2L và vẫn đang muốn đi những con cung rời bên ngoài. BP, như vậy là Long kích 4. Long một kích 4 sớm rồi. Xéo nhận ra cái bài này không? Những con cung rào của Long vẫn, những con cung rào của Xẻ vẫn chưa đi vào đây để thể biết được rằng là Long đã đóng BP. Long một ôm đồ kích 4. Rất dị. Nào, chuẩn bị kích 4. Kích 4 trộn. 40 dân và 41 dân. Dân là bằng khít nhau. Kích 4 phút thứ. Như vậy là 19 phút 55 giây kích 4. Một tơn nhảy 4 trộn. Tơn này nếu như mà Xẻ mà biết thì em thắng, không biết thì là Xẻ sẽ thua. Vẫn đang đi bên ngoài, không cho Xẻ để quân ra mạnh mẽ. Đừng hổ báo. Đừng hổ báo không cần thiết như thế này. Xẻ với em. Như vậy là sẽ ăn được thêm như vậy để 3 chém. Xẻ vẫn chưa thấy những dấu hiệu để quân mạnh mẽ lên. Tham đã bắt đầu vòng lên khi bây giờ Long không sóc dần nữa. Long không sóc dần nữa.
chúng ta cùng xem tên này Long có thể sống được hay không đây. Mình nghĩ rằng sẽ có đủ tỉnh táo để nhận ra cái điều này rồi. Như vậy con cung rờ chưa đi vào đây. Con cung rờ của sẻ vẫn chưa biết Long đang có những mưu gì. Sẻ vẫn chưa để con to lên. Long đánh rất dị, cực kỳ dị. Sẻ vẫn chưa đẩy và Long đã chuẩn bị lên bố xong. Lên 4. Những con hot đầu sinh ra. Bây giờ sẽ là hot đầy 4 kèm với chém. Công nghệ chưa có gì cả. Lượng chém là cực kỳ đông. Bây giờ sẻ ốp thì làm sao đỡ nữa. Bây giờ sẻ ốp thì làm sao sẽ đỡ nữa. Một tình huống đánh cực kỳ chuẩn mực đến từ Sang Long. Không công được do nhà sẻ quá khung. Anh sóc dân đều, vì vậy mà việc nhảy 4 bây giờ là hoàn toàn hợp lý. Rất thông minh, rất nhanh trí. Xoay bài cực kỳ nhanh. Bây giờ thì ốp, tên này làm sao ốp được. Chém cộng với hot. Công nghệ chưa hot là chưa có, nhưng bây giờ là không cần thiết nữa. Những con hot bây giờ sẽ là công. Như vậy đây là công mấy đây, công 7, tầm xa không cần thiết. Chém vàng luôn. Chém vàng kẹp với hot đời 4. Sẽ đỡ đi em ơi. Nào, chém vàng kẹp. Bây giờ chém sẽ là chém 10 cộng 2. Một cái giáp đồng cực kỳ lợi thế. Không phải là lưng không phải là lưng tình huống lưng bắn chặn lưng lửa, mà là lưng chém vàng. Rất hay cho xem, rất hay cho Sang Long. Quá dị nhân. Chết bang dần đây. Không ảnh hưởng quá nhiều, Long còn một bãi vàng ở đây nữa. Nhưng con hot và những con chém của AC của Yamato thì nó quá rẻ. Vì vậy mà việc ăn 1-2 bãi vàng là không phải hưởng gì, nó quá to tát cả. Bây giờ chém vàng, chém. Chém vàng, chém và những con hot đứng sau bắn. Sẽ đang căng, rất căng thẳng. Hot đẩy, lọt tên này lọt. Lọt, gỡ vào. Sẽ bất ngờ, thế như vậy là tỷ số khả năng sẽ là 4-1 cho Sang Long. Rất hay. Dây hàng BA này. Thôi, không công vào được, nhưng mà sẽ làm sao thắng được bây giờ. Làm sao sẽ thắng được bây giờ anh ơi. Em ơi. Dã man cho Sang Long. Cực kỳ dã man. Công nghệ, như vậy đã có bắn chặn. Bây giờ chuyển sang sóc chay hot rồi, khi mà lượng chém đã quá đông. Lượng chém đã thoải mái được thật đảo, cũng như là bất kỳ mọi đường sang rồi. Vậy ạ, không vào. Vào. Chúng ta cùng xem sau bao lâu nữa thì sẽ quyết. Chém vàng và những con hot ở sau đứng bắn. Tên này đã vào. Chém vàng công là 10 cộng 2. Sẽ đã quyết. 4-1 cho Sang Long. Quá hay. 4-2. Cực kỳ hay.